Ok, Câu Cá Adu xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Câu Cá Adu. Một thời gian dài gần đây Câu Cá Adu không có những video mới giới thiệu về sản phẩm. Thì nhiều bác cũng gọi điện đến hỏi thăm cũng như là hỏi về sản phẩm còn bán hay không. Nhưng mà bên mình vẫn cung cấp rất nhiều sản phẩm nhé. Những sản phẩm mà trước bên mình giới thiệu vẫn còn hàng và có sẵn luôn như các bác. Thì các bác cứ gọi và đặt hàng với cái tên sản phẩm mà mình giới thiệu nhé. Cũng rất nhiều bác là gọi điện đến và hỏi là mình muốn mua đặt bộ này bộ nọ nhưng mà lại không nhớ tên cũng không nhớ sản phẩm, cứ bảo với mình là bộ mà Câu Cá Adu giới thiệu trên YouTube ấy. Thì thật sự là trên YouTube này thì bên mình cũng có rất nhiều sản phẩm cũng như là giới thiệu rất nhiều bộ rồi, thì các bác nên chú ý về cái tên của bộ sản phẩm cũng như tên của cần hay của máy nhé. Thì cùng mình cũng có để ở thường mình có để ở góc trái này này đó, như cái sản như cái video này mình cũng để ở góc này tên sản phẩm đó, thì các bác hãy chú ý điều đó nhé. Còn hôm nay thì Câu Cá Adu xin giới thiệu cho các bác biết một bộ một chiếc máy ngang, một chiếc máy ngang đến từ thương hiệu Sataco. Cái này là một thương hiệu của Trung Quốc nhé các bác đó. Sataco này thì nó xâm nhập Việt Nam thì chưa có, mình là người kiểu là đưa sản phẩm này về sớm. Thì ý là cái này mình cũng không tìm hiểu rõ, mình chỉ hỏi qua thôi. Vì nhà sản xuất cũng báo với mình là ở thị trường châu Á này, đặc biệt là Việt Nam thì cũng chưa được tiếp cận được nhiều. Đó. Nên là xưởng bên Trung Quốc có liên hệ với mình để làm mình làm đại lý ấy, nên là giá nó sẽ được rẻ nhá. Và bác nào muốn mua số lượng lớn ấy, hay mua về bán cửa hàng ấy, thì có thể liên hệ với mình nhé để có giá ưu đãi nhất nhé. Còn đó, các bác có thể nhìn thấy qua về sản phẩm này thì nó có một màn hình kỹ thuật số này đó. Đó, mình sẽ nói sau và bây giờ mình xin bóc cái máy này ra xem trong này nó có những cái sản phẩm gì nhé. Đó, một thiết kế rất tao nhã, rất đẹp, Sataco máy tay trái nhé. Máy này tên là Sataco Alpha 300 nhé. Đó, vỏ hộp của nó thì có thiết kế rất sáng, đa số là có chữ Sataco và Alpha 300. Đặc biệt ở một vỏ hộp thì không thể thiếu là cái chỉ số, cái thông số của máy. Đó, tên máy này. Và máy này được spool của máy được làm bằng aluminum. Và cái tay quay được thứng bằng aluminum nhá. Và có nút đây, mình cho các bạn nhìn thấy luôn là có đệm mút ở đây, ý là nói vậy thông số của máy đấy. Còn máy này chạy công nghệ Lightless, còn One Way Grab Bearing là kiểu là cái này là hệ thống ly hợp một chiều Bearing One Way. Còn màn hình này, cái này có màn hình kỹ thuật số đó, màn hình kỹ thuật số đây bác nhìn thấy. Còn về thông số của máy này, cái này model 300 này có 16 cộng 1 bậc đạn nhé các bác. Máy này chạy cũng khá là êm, 16 cộng 1 bậc đạn. Đó. Wheel ratio là 6.3:1, một vòng quay được 6.3 nhé. Đó, dây chỉ số của dây này. Là dây 1 thì quấn được 1 chấm ấy là quấn được 230 m. Đây 1.5 quấn được 170 mét. Đó. Dây 3 thấm là tương đương với size dây là 0.28 mm là 120. Thì cái này đang nói đến là dây PE nha các bác. Dây PE nhá. Đó, cái này trọng lượng là 224 gram. Cũng không phải là quá hoàn hảo lắm nhưng mà 224 gram thì có thể sử dụng rồi. Với cần chúng ta hơn 100 gram nữa là rơi vào tầm hơn 300 gram và 400 gram thì tốt rồi. Máy này trọng lượng là 5 kg, kéo 5 mắc là 5 kg nhé. Đó, đấy là các bác kéo trực tiếp bên cá. Còn các bác dòng cá thì không nói, thì tùy vào kỹ thuật của các bác. Còn đó, thì mở ra hộp ra thì nó có sản phẩm đây ạ. Đó, đây là chiếc máy của nó. Chiếc máy này chúng ta phải giới thiệu chi tiết, mình sẽ để ra nhé. Nó sẽ có một cái tấm vải lụa để bọc chiếc máy, một cái gỡ tô vít để tháo chỉnh sửa máy
cũng như là để bảo dưỡng máy. Còn đây là một quyển sách nhá, Rigs for Lure Fishing, là máy ngang câu lure. Đó, đây là thông số này, toàn tiếng Anh thôi. Đó, và đây là các chi tiết của máy, có 84 chi tiết nhá. Đó, các bác có thể nhìn vào nếu các bác có tháo máy để bảo dưỡng nhá. Đó, các bác có nhìn vào đây, chi tiết của nó 84 chi tiết. Còn đây là một tờ giấy của hướng dẫn sử dụng của cái màn hình điều khiển, cũng không có gì nhiều. Đó, thì trước nói đến chiếc máy này của chúng ta, chiếc máy của chúng ta thì nó, mình sẽ lột cái này ra nhé cho nó sáng sủa. Ok, chiếc máy của chúng ta được làm bằng nhựa APS nhé, có thể đọc thông số ở đây. Nhựa APS rất chắc chắn nhá, và nó có tạo thêm những cái hạt như kiểu hạt cát ấy, nên rất đẹp luôn, nhưng mà rất mịn nhá, rất bóng luôn các bác ạ. Đó, máy này sở hữu là như vừa mình đọc là tỷ lệ bạc đạn là 16 cộng 1, nên rất trơn tru nhá các bác nào. Đó, vì máy này có tốc độ chuyển động cao. Chúng ta qua rất tốt. Đó, bull này. Đó, sabun quay rất êm và mượt, giúp chúng ta ra dây dễ dàng. Đó, cái mình sẽ quay thử nhá. Đó, cái phần này gọi là phần tuôn dây ra thì nó rất gọi là chạy theo rất chân chu và rất chắc chắn. Đó, nên là đi dây sẽ rất đều. Đó, quấn dây vào rất đều luôn. Mình cũng đang dùng một con rồi. Còn cái này đặc điểm thì nó cũng khá giống với các chiếc máy khác thôi. Đó, như các bác đã biết thì một chiếc máy ngang này thì câu cá lóc hay câu cá chẽm này rất phù hợp thì đúng không? Cái này tải cá mắc là 5 kg nhé các bác. Đó, thì cân 50 kg cá lóc kéo thoải mái, quạt thoải mái, cái này một tay rất khỏe, nắm đấm thì rất to nhé, nắm đấm bằng mút cứng nhé, rất chắc chắn. Đó, thắng bằng nhôm này, aluminum. Cái này bằng aluminum rồi, rất chắc chắn. Cái được cái độ nảy lên rất thích nhé. Cái này các bác có thể ấn nút này hay nó bẩy lên nút này, các bác có thể ấn xuống để nó tự bật lên được. Đó, không thì các bác quay một vòng thì nó cũng tự bật lên thôi, giống như mọi máy ngang khác thôi, quay một chiều. Đó, Satako, thương hiệu Satako, một màu nhé, màu đỏ, 16 có một bậc đạn. Đó, thì ở đây hệ thống này nhá, thì các bác giữ nút nguồn này một lúc, giúp màu đỏ này một lúc nó sẽ hiện lên này. Đó, nó hiện lên chứ không phải 0 km. Đó, thì các bác ấn vào nút đây, cái này mở quá, mình sẽ lấy cái máy này, này mình dùng nhưng mà mình cũng chưa bóc tem. Đó, các bác dí một lúc nhá, tầm 3 giây, 1 2 3 giây, 3 đến 4 giây thì nó hiện lên này. Đó, thì các bác muốn xem cái thông số của cái dây chứa của cái này ấy, thì các bác ấn nút sang bên cài đặt này, hình như cái bánh răng này chưa các bác, không gì hình bánh răng này, ấn vào bánh răng này thì nó sẽ nháy. Đây là thông số của PE nhá, ở đây có hai dây nhá, dây PE và dây carbon nhá. Đó, đây này có hai dây này. Đó, một dây PE và dây cước đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Mình sẽ lột nốt cái con này mình đang dùng ra cho nó dễ nhìn. Đó, các bác nhìn thấy không? CS này, các bác chuyển là JPE này. JPE mà các bác đang muốn quấn dây là dây 2 chấm chẳng hạn, hoặc các bác có thể đổi ở đây nhá. Đây là 1.5 này, 1.0 này, 3 chấm này, 2 chấm này. Đó, thì các bác để dây 2.0 ấy thì các bác ấn nút tiếp này thì nó sẽ hiện được thông số là được 140 m này, được 140 m cước nhá. Đó, thì các bác để về chỗ này ấy, thì khi các bác toa dây ra này, đó, các bác xoay này này, đúng rồi, đó, nó sẽ 0,1 này, 0,2 m này, đó, thì nó sẽ ra dây dần như các bác. Mình lấy tay mình xoắn ra dây rất nhiều. Đó, đây là dây như kéo mình kéo ấy, được 1 m này này, đó, 1,6 là 1,7 này, sẽ đeo vào, thì các bác quấn ngược lại ấy, thì nó sẽ bị giảm đi. Đó,
các bác quấn ngược lại này. Đó, 1 phần 5, 3, 2 này, 1 này. Đó, 0,9 này. Đó, thì phù hợp cho các bác là muốn đo dây hoặc đo cái độ cao của mình, à, độ xa của mình quẳng mồi như nào nhá. Thì cái này rất phù hợp nhá. Đó, đây chiếc máy của chúng ta. Thì cái máy này nó, cái điều khiển này nó giống cái điều khiển ở cái bàn điều khiển của cái đồng hồ các bác. Pin nó sử dụng rất to nhá. Để không mất thời gian của các bác thì mình cũng đã tháo một cái ra cho các bác xem. Đây là pin của nó này. Đó, chứa pin này. Pin này thì nó được một lớp nhựa ốp kiểu giống cao su nữa nhá. Nó ốp thì nó chắc chắn và nó không bị nước vào pin nhá. Pin và mạch của nó này. Đó, các bác nhìn thấy. Đó, pin này thì các bác dùng thì chắc cũng lâu, tầm 2 năm trong như sản xuất báo mình là 2 năm. Dùng với cường độ bình thường. Đó, thì sản phẩm của nó đây. Đây, tua pin của nó đây. Bằng đồng. Có một lõi ở giữa luôn nhé các bác. Ở giữa trục có một lõi luôn. Pin này. Đó. Đây là vòng trục này. Đó, có hai bậc đạn bên hai bên đấy. Đó, thì sản phẩm nó sẽ như thế này nhá. Các bác có thể nhìn thấy, còn vấn đề gì các bác muốn hỏi ấy, thì có thể nhắn tin trực tiếp cho mình nhá. Nói chuyện trực tiếp cho mình qua Zalo hoặc Facebook nhá. Zalo là số điện thoại là 0914726862 nhá. Và Facebook là câu cá Edu nhá. Thì các bác có thể nhắn tin trực tiếp với mình qua Facebook hoặc qua Zalo nhá các bác. Còn các mẫu đặt hàng ấy, thì có thể liên hệ trực tiếp. Cái giá là của cái năm máy này là 1 triệu nhé các bác. Giá là 1 triệu một máy, cả tay trái phải và tay trái nhé. Thì các bạn muốn mua thì có thể liên hệ trực tiếp với câu cá Edu nhé. Nhắn tin trực tiếp cho mình qua Zalo là 0914726862 nhé. Ok nhé, còn thắc mắc gì về sản phẩm này thì các bác có thể comment ở dưới video này nhé. Mình sẽ đọc và trả lời tất cả các bác nhé. Ok, cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Ok, cảm ơn, bye bye.